cổ phần tập đoàn Hoa Sen vừa xuất khẩu 10.000 tấn tôn mạ trị giá 7,5 triệu đô la Mỹ sang châu Âu. Đây là thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng rất khó để tiếp cận bởi những quy định khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng. Do đó, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành thép Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA vừa được thông qua. Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2019, sản lượng xuất khẩu tôn mạ Việt Nam đạt hơn 1,4 triệu tấn. Trong đó, sản lượng của Hoa Sen chiếm gần 38% tổng sản lượng xuất khẩu tôn mạ của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.